Kính Vũ Lan thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối mùng 2 tháng 5, thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày mùng 3 tháng 5. Mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần thì ra ghế mình định là trồng trên những cái chậu chính cho các chú anh chị mình. Về mình che mình lên mình chăm thôi, không thêm cái bước xử lý nào hết. Mình đóng hàng thì rất là kỹ. Đóng cái giá thể này sẽ không rớt ngoài luôn. Đó, mình cố định dây rút vô thành thùng, cả nhà mình về nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra. Đó thì ai chốt hàng thì ngày mốt mình thứ tư mình sẽ gửi hàng cho cả nhà mình nha. Đó thì thứ tư là hết hết lễ rồi. Bên bưu điện thì họ thuộc diện của nhà nước cho nên họ nghỉ nó hơi dài hơn mấy chỗ khác. Đó thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết cái hình luôn. Đó thì cẩm cù quả tiễn. Hình số 1. Cây mướt rượt nha, thì cái này đang nụ nè. Đang nụ à, nụ này nó còn dài ra, nó ra nguyên cái chùm hoa lận chứ không phải nó nhỏ gì đâu, cho cả nhà mình xem mặt hoa luôn. Thì cái dòng này nó lớn chút nữa thì cả nhà mình cắt xuống nhân giống vẫn được, cắt cắm là sống, là để qua một lúc lưới hay là để trong mát gì nó cũng sống chứ. Cái loại này thì nó dễ trồng dễ chăm, không nhất thiết phải cầu kỳ. Đó cẩm cù quả tiễn thì hoa nó vậy đó, nó ra là nguyên cái chùm vậy đó. Trong đây cái cuốn đưa ra lại có nguyên cái chùm đó. 150k bao ship, hình số 1, hình số 2 hai gấm, hai gấm này ngoài vườn còn nha. Cả nhà mình ai chốt thì mình sẽ lựa chậu đẹp nhất mình gửi, mình sẽ để riêng vậy. Hai gấm, hình số 2, rồi đang nụ nè, đang nụ nè. Đó, đang nụ. Mèo này cây này chuẩn bị lên nè, mặt của hoa có hai gấm nè. Bền hoa lắm ngay cả nhà, bền hoa cực kỳ luôn á. Dòng lá hài á, hình số 2, 130k bao ship, hình số 3 nè. 130k bao ship cũng đang mèo đang nụ hết. Hình số 4. Số 4 là bạch phượng mô tua, mình còn 4 chậu nha. Còn 4 chậu bạch phượng mô tua. Thì ai chưa có thì mình nhanh tay vô sưu tầm nha. Đó, nhà xem mặt hoa luôn. Bạch phượng mô tua. Thì nó ra đúng mặt hoa gì cho cả nhà mình đó. Thì còn 4 chậu thôi. Rồi hình số 4, 130k anh chậu bao ship. Rồi hình số 5. Kiếm bicolor 120k bao ship. Hình số 6. Số 6 là cái kiếm xích ngọc 150k bao ship. Hình số 7 kiếm bạch ngọc cũng 150k bao ship. Đó ship cực vậy. Hình số 8 là hạt đỉnh vàng này, thì cái này cho khách chốt mình ngoài vườn mình còn nha, thì nó cũng y gì nè. Đó, 130k anh chậu. Bao ship hạt đỉnh vàng hình số 8. Rồi bên số 9 nè. Chính thì quế trắng 8 hàng gọi là quế lăng hương. Dòng này hoa khói phải chê. Hoa nó thơm, chủ hoa nó thôi dài, để mình lấy mặt hoa luôn cho nhiều khi cả nhà mình mới vô á, mình chưa biết mặt hoa, mới tập chơi lăng gừng đồ này kia nọ đó. Lấy mặt hoa cả nhà mình xem luôn. Đây, nói chung nó cũng hơi nhiều hoa. Cái này là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng đó cả nhà. Sổ tại vườn mình luôn đó, mấy chậu đây là sổ tại vườn, tại mình mua nguyên cái cho cái bụi lớn đó. Nhưng mà họ ship về đây nó gời gạt hết trơn, mình tức quá mình trồng lên thôi, mình tính mua gì để chơi đó, chứ không phải là ý định để bán đâu. Bán thì mua nhiều chứ không mua ít đâu. Kiếm xích ngọc nè, cho cả nhà mình xem kiếm xích ngọc luôn. Sổ tại vườn luôn. Sổ tại vườn mình chụp ngay đây nè. Kiếm xích ngọc đẹp cực kỳ luôn. Cái chụp nó hơi nhiều hình đó, cái này là cái dáng thu nè cả nhà, nó chưa bung đó mà đẹp vậy đó, đặc hữu gần con tôm đó, dáng thu cả nhà mình xem luôn. Cả nhà mình ai có mua cái lan mà Dengo á, Dengo mà mấy cái dòng hot như Ben Soda thì với bà Liễu xưa thì liên hệ mình nha, trồng hoàn chỉnh phi 20 luôn. 180k anh chậu bao ship. Thì ship hết 4 mấy ngàn đó cả nhà. Ủa mình chụp mấy cái hình với trắng 8 mới chụp tay mà sao nó không tiêu rồi ta. Cái dòng với trắng 8 thì thơm khó phải chê luôn. Đây. Này số tại vườn mình không đó. Hết cái đẹp không? Cái dòng này nó ngà ngà vậy đó cả nhà, dòng quế thanh quá. Nó ngà ngà đó mà nó không trắng tinh nữa, thơm cực kỳ. Và hình số 9, 250k bao ship.
cây lớn như không nè, nhưng mà là cây nhỏ đâu, tới mùa ra hoa rễ là bao rễ luôn. Hình số 10 cũng là quế trắng 8. Cây này chậu này đẹp hơn hơn chậu kia nhiều. Đó, quế ship 280 ra bao ship. Hình số 10, hình số 11 là quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lăng hương á. Mấy cây lớn lớn này người ta bán, nếu mà mấy cây lớn lớn này tầm 3 cây 4 cây là người ta bán đã 200 mấy rồi. Này cây lá ship này là dòng Thanh Hóa cho nên nó cái quế Thanh Hóa thì mắc, nhưng mà tại nhà mình lấy số lượng nhiều quá cho nên nó nới nha. Chứ cả nhà mình mua mà lẻ tầm khoảng 3 cây gì họ bán cầm khoảng 200 mấy rồi đó. Chưa có tiền ship nữa nha. Con này mình trồng hoàn chỉnh cho rễ là cứng chậu luôn. Rễ ăn cứng chậu luôn á. Hình số 11. $280 bao ship. Hình số 12. Vũ nữ hàm cá mập. Mầm gốc lên tua tủa, dòng này thì nhảy mầm luôn. Về cuối năm là một chậu lùm luôn. Hình số 12, $180 bao ship. Hình số 13. Hình số 13 là cái giò này đẹp cực kỳ luôn. Dáng hương cẩm báo. Cây lớn không đó cả nhà. Dáng hương cẩm báo, hoa nó như da con báo mà đẹp cực kỳ luôn. Hình số 13, 200k bao ship. Cây mướt mượt luôn. Rễ bao rễ luôn. Hình số 14, dáng thu. Dáng thu nãy mình cho cả nhà xem một hoa đó. 130k bao ship. Hình số 15 là Wanda Kim, cho cả nhà mình xem một hoa nha. Cái này là hàng gừng nha, chứ không phải là hàng công nghiệp, cho nên cả nhà mình lưu ý dùm. Đây là cái hàng gừng thì mình bán ở đó giờ chưa bao giờ xe cây. Hàng nào thì hàng đó. Đấy, này là mặt hoa của Wanda Kim đó. Cái dòng này á, thì nó cái hàng gừng này thì cái thân với cái lá của nó đều tròn tròn vo hết. Rồi, nó nhọn như cây kim vậy đó. Nó đều tròn vo gì hết. Màu rễ nó ra nè, chi chít hết trơn rồi cả nhà thấy không? Thấy không? Chi chít hết trơn thấy không? À. Ừ, chi chít hết trơn nè. Nói chung là rễ ra dữ lắm, rễ nè. Đó, nó tiệp màu xanh cả nhà em thấy nhìn nè, rễ ra nè. Nè thấy không? À, chi chít hết trơn nè. À. Ừ, 150k bao ship. Cho hình số 15. Rồi hình số 16 nè. Hình số 16 là cái dáng hương tầm bảo sắc hoa vàng, dòng này thì thơm. Khỏi phải vàng. 130k bao ship, rễ ốc nổi luôn. Hình số 16 nè. Rễ hết cái rễ ăn rồi nè. Bên nào cũng vậy. Hình số 17 cũng dáng hương tầm bảo sắc hoa vàng, 130k bao ship. Cây lá ship lá ngắn cực kỳ đẹp. Hình số 17. Hình số 18 là dáng hương đuôi chồm. Mấy chậu này thần lâu lắm rồi, rễ cứng chậu luôn rồi. Dáng hương đuôi chồm, mấy chậu đẹp đẹp không đó. Thần rất là lâu nó mới mở được lá gì nha. 150k bao ship. Hình số 18. Hình số 19 dáng hương đuôi chồm. Cực kỳ đẹp không? 150k bao ship. Cái ánh đèn nó chói nhìn thấy nó ngà ngà đó chứ nó không có bị gì vậy. Hình số 20, cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ. 120k bao ship. Hình số 20. Hình số 21 là hoàng thảo voi. Thảo voi. Hôm nay lên cao luôn rồi nè. Rễ bao rễ luôn. Rễ nó ăn cứng vô khúc cây luôn rồi nè. Hình số 21. 150k bao ship. Hoàng thảo voi này voi Bắc nha, chứ không phải là vô Lào đâu, qua Bắc mình á. Hình số 22 cũng là vàng thảo voi, nhìn mầm gốc lên đây nè. $150k bao ship. Rễ bao rễ luôn. Hình số 23 cũng là vàng thảo voi, mầm gốc lên đây nè. Trồng chậu phi 16 không đó, chứ không phải là trồng chậu nhỏ đâu. Trồng chậu lớn phi 16 không đó. Hình số 23, 150k bao ship. Hình số 24 cũng là vàng thảo voi, 150k bao ship. Hình số 25 là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng, nãy cho cả nhà mình xem mặt hoa đó.
cây lực ghê chưa, 280k bao ship, hình số 25, hình số 26 cũng là dàn cánh bầu Hải Phòng, 280k bao ship, hình số 226 là trúc đen. Mình lên đủ mặt hàng đó, ai chốt được gì chốt, này nguyên một về nữa. Ở bên đây thêm một về nhỏ nữa nè, là hai về, hầm gốc lên đưa tủa, rễ cứng chậu luôn. Đó, rễ cứng chậu lên. Hình số 27 trúc đen, 130k bao ship. Hình số 28 sơn thủy tiên. Cái này hồng đậm á nha. Đang sinh nụ, mầm gốc lên nè, rễ bao rễ luôn, cứng chậu luôn. Sơn thủy tiên. Hình số 28 sơn thủy tiên, 230k bao ship. Hình số 29 đùi gà tròn, 150k bao ship. Hình số 30 cũng đùi gà tròn luôn, mầm gốc lên rồi nè, 150k bao ship. Hình số 31 hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng mùa đông, thì cái hàng gừng á thì không bao giờ nó nhiều lá cả nhà. Đó, cả nhà mình lưu ý dùm nha. Đó, mấy cây này mình cho ăn nắng cho nên nó rất là khỏe luôn. Đó. Cái này là một cặp lá, hai cặp lá đây, đọt này sẽ chuẩn bị lên nữa nè. Đó. Đây đọt chuẩn bị lên nè. Đó, cây này là hoàn toàn là cây lớn hết, bồ hoa cũ nè. Đó, cây này là hoàn toàn cây lớn hết chứ không phải nhỏ. Nha. Cây này hồi đó là nó dài lắm, tại nó chuỗi lá quá, nó ở trong gừng nó cằn á. Mình cắt bỏ hết khúc rồi, chứ cây này nó già luôn trong gừng. Già cực kỳ luôn. Hình số 31, 150k bao ship. Hình số 32. Cẩm báo. Đẹp kỳ chưa? Hình số 32, cẩm báo 180k bao ship. Hình số 33 là hổ bì hay còn gọi là giả hổ. Hổ bì hay gọi là giả hổ, rễ tua tủa hết trơn. 130k bao ship, hình số 33, hình số 34. Còn chậu thiên nga sổ số nè. Cái này thì mình theo mình nghĩ là nó là nâu đốm nha, nhưng nó bay chữ rồi mình, nó bay cái tên rồi mình bán sổ số. Hình số 34 120k bao ship. Hình số 35 mà còn con trâu chuẩn gừng buôn đôn nè. Trâu buôn đôn thì nó dày, nó cứng ngắt, hoa của nó thì thơm, không có trâu nào qua nó chứ. Đó. Hình số 35 130k bao ship, còn con duy nhất thì bị lỗi hàng gừng, không tránh khỏi lỗi lá gì nè. Hình số 36 là tiểu hoàng đỏ hay gọi là gián thu, 180k bao ship. Hình số 37 là vanda kim, 150k bao ship, chậu lùm không đó, vanda kim. Hình số 37, hình số 38, ê, hình số 37 hết rồi, cái này của khách chốt luôn, treo gần này. Rồi, hình số 37 cũng là hình cuối cùng, hôm nay Hoa Lan thôi, mình có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình ưng hình nào chốt bên đó liên hệ mình qua số điện thoại 0766837646 cũng là số Zalo. Mình kết nối Zalo mình trò chuyện hoặc là mình đặt hàng nó dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chỉ bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ bấm vào nút đăng ký kênh cũng như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.